Phần 3 Cuộc sống sau khi chết Chương 10 Cuộc sống của một bóng ma Phần cuối Việc tải xuống những sinh linh tiến hóa Cách đây khoảng 3.500 năm trước Có một yogi tên là Sunira Yogi này đã yểm trợ cho một sinh linh đặc biệt với mong muốn tạo ra một sinh linh lý tưởng có thể thay đổi cả thế giới chỉ trong một lần sinh linh này đã trôi nổi xung quanh trong một thời gian khá lâu. Nhiều yogi khác đã đưa những tinh túy của họ vào sinh linh này. Ngay cả Đức Phật Gotama cũng nói về điều này. Và ông cũng đã đóng góp công sức của mình vào điều này. Bản thân Krishna cũng đã làm điều gì đó cho sinh linh này. Đức Phật Gotama đã dự đoán rằng ở đâu đó khoảng 2.500 đến 3.000 năm kể từ thời của ông sinh linh này sẽ trưởng thành và tìm thấy một cơ thể trên trái đất và sẽ là một người hướng dẫn tối cao trong tạo hóa. Chúng tôi đã không đi theo bất cứ điều gì giống như vậy, chỉ là có rất nhiều sinh linh lỗi lạc đã không ngừng theo sau chúng tôi để làm điều gì đó cho họ. Có những lúc, chúng tôi thậm chí còn chứa đựng một vài trong số họ trong cơ thể của chính mình. Tại thời điểm khi chúng tôi ở trong những sát đa và những trạng thái nhất định một số sinh linh này đã xâm nhập vào chúng tôi mà không có sự cho phép và ở lại trong chúng tôi trong một khoảng thời gian chúng tôi đã mang theo họ trong một thời gian khá dài và điều đó không dễ dàng gì về mặt thể chất bởi vì những sinh linh này đã quá tuyệt vọng để tìm cách thể hiện mình vào thời điểm đó có những lúc việc này đã hoàn toàn gây xáo trộn cho những người sống xung quanh chúng tôi. Có nhiều lúc, điều này khiến VG vợ tôi phát điên lên vì chúng tôi chỉ ngồi trên ghế và khi cô ấy nhìn đi chỗ khác và quay lại, chúng tôi đã trở thành những người hoàn toàn khác. Cô ấy đã khiếp sợ, khiếp sợ và chết lặng. Chúng tôi cho phép những điều đó xảy ra trong một thời gian nhất định, bởi vì chúng tôi đang cố gắng dốc sức vào việc thánh hóa Diana Linga vì vậy có lúc chúng tôi đã nghĩ đến việc tải xuống một vài trong số những sinh linh này đây là những sinh linh tiến hóa cao và họ rất thận trọng trong việc tiếp nhận một cơ thể mới họ có nhiều sự lựa chọn họ không thể bị ép buộc phải vào một tử cung nào đó họ đã có đủ nhận thức rằng đó là vấn đề của sự lựa chọn vì vậy họ đang tìm kiếm một phương tiện thích hợp để qua đó Họ có thể hoàn thành giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình. Vì vậy, nếu bạn làm cho cơ thể của mình sẵn sàng, chỉ khi bạn đã làm đủ công việc và chuẩn bị và hoàn toàn sẵn sàng thì họ mới có thể được tải vào cơ thể bạn. Sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị và việc thực hành sát dana để giúp mọi người tiếp nhận được những điều như thế. Bạn phải đủ mạnh nhưng không quá mạnh. Bạn phải đủ dễ bị tổn thương nhưng không quá dễ bị tổn thương. Nó là một cấp độ sát đa na hoàn toàn khác. Nếu một sinh linh tiến hóa muốn xâm nhập vào cơ thể của một ai đó, thì cơ thể người đó cần phải có những phẩm chất tương tự với sinh linh này. Nếu không, đó sẽ là một sự kết hợp xấu đối với họ. Họ kén chọn, kén chọn đến mức đã không tìm thấy tử cung phù hợp nào trên thế giới để chui vào khi họ kén chọn như vậy bạn sẽ gặp khó khăn với họ phải không nào sống với một người như vậy thật khó khăn vậy chuyện gì xảy ra với bạn bạn sẽ đi đâu bạn không đi đâu cả bạn chấm dứt tồn tại bạn sẽ gọi đây là một sự chiếm hữu không không phải vậy đây được gọi là xóa sổ tôi có thể dùng một từ tích cực hơn múc ti hay giải thoát Điều này được gọi là mốc xa, tức được giải thoát khỏi vòng sinh tử. Nếu những điều như vậy được thực hiện, thì cơ thể người đang tồn tại phải hoạt động đến một mức độ sẵn sàng nhất định, nơi mà hành trình sống có thể được cởi trói hoàn toàn và sinh linh đó có thể được rút vích cắm để người đang tồn tại này có thể kết thúc tốt đẹp. Bây giờ, nếu cơ thể vật lý vẫn còn nguyên vẹn, nếu nó được giữ trong một không gian nhất định và nếu sinh linh kia đã bị thu hút đủ gần thì họ có thể hòa quyện với nhau đó là một quá trình phức tạp và không phải lần nào người ta cũng thành công với những thứ như vậy nó phức tạp hơn nhiều so với việc mọi người bước ra khỏi tàu vũ trụ và thực hiện một số công việc sửa chữa rồi quay trở lại bên trong tôi muốn nói rằng điều này phức tạp hơn rất nhiều bạn hãy tưởng tượng chỉ cần đưa một người nào đó ra khỏi căn nhà mà họ đang thuê đuổi người thuê nhà ra khỏi nhà là một điều rất khó khăn vì vậy việc đưa một người ra khỏi cơ thể họ khi cơ thể vẫn còn khỏe mạnh là điều không đơn giản chút nào phải mất rất nhiều nỗ lực bạn có thể lôi kéo một người đàn ông bằng nhiều thứ nhưng cố gắng lôi kéo anh ta ra khỏi cơ thể của anh ta là điều khó thực hiện nhất nhưng với sự chuẩn bị cần thiết nó vẫn có thể được thực hiện chúng ta đang nói về việc làm cho một sự sống thoát khỏi cấu trúc vật lý của nó mà không làm hỏng nó để nó vẫn ở trạng thái tốt để có thể gắn bó với sự sống ở giai đoạn tiếp theo tôi nghĩ chúng ta đang sống trong một xã hội quá logic và quá non nớt đối với các khía cạnh khác của cuộc sống vì vậy chúng tôi đang cố gắng làm những gì có ý nghĩa nhất như trồng cây vận hành bệnh viện trường học mọi người thậm chí bắt đầu gọi tôi là người trồng cây tương tự việc tải xuống này không chỉ để giải trí nó sẽ là một lợi ích phi thường cho xã hội tuy nhiên sau khi đã ở đây lâu như vậy nếu chúng ta không thể tạo ra đủ những sinh vật ở mức độ tiến hóa như vậy ở đây thì chúng ta phải tải họ từ một nơi nào đó tôi hy vọng một nhu cầu như vậy sẽ không đến với chúng ta chúng tôi đang cố gắng cho điều này công việc ở đây rất căng thẳng và có rất nhiều người giống như núi lửa động và tĩnh với chúng tôi khi tất cả những điều này ở đó tôi hy vọng chúng ta không cần phải tải thêm những sinh linh tiến hóa vậy nên chúng ta hãy làm việc với những người đã chui ra khỏi bụng mẹ tất cả các bạn đang ở đây không quan trọng bạn đến bằng cách nào hãy để chúng tôi xem chúng tôi có thể làm gì với bạn